Ứng cử viên thẩm phán tối cao pháp viện Brett Kavanaugh nói rằng ông đã nhận ra cha của một nạn nhân trong cuộc thảm sát súng ở Parkland vào thời gian nghỉ trưa của buổi điều trần nhưng đã bị an ninh can thiệp. Trước khi bắt tay ông ta, ông Kavanaugh giết rằng người đàn ông này là Fred Goldenberg cha của Jamie, một cô bé 14 tuổi, là nạn nhân trong số 17 người bị giết vào ngày cuộc thảm sát súng ngày 14 tháng 2 tại trường trung học Stoneman Douglas, Florida. Fred Gerdenberg đã chạm vào tay ông trong giờ nghỉ trưa tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Và ông là một trong số nhiều người biểu tình tại phòng điều trần. Ông Kavanaugh phân trần đó là một buổi sáng hỗn loạn. Thật không may tôi đã không nhận ra ông ấy chính là cha của một nạn nhân trong cuộc thảm sát súng tại Parkland, Florida. Ông Gerdenberg đã chịu một mất mát quá lớn. Nếu tôi biết ông ta là ai, tôi đã bắt tay nói chuyện và bày tỏ sự cảm thông với ông ấy điều này khiến thượng nghị sĩ Richard Blumenthal từ bang Connecticut đã hỏi liệu có phải ông Kavanaugh yêu cầu an ninh can thiệp hay không. Ông Kavanaugh trả lời không. Đó là một trong số 1.287 câu hỏi hầu như đến từ các thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ. Dự tính cuộc bỏ phiếu đề cử ông Kavanaugh sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Đảng Dân chủ đang chiến đấu để chống lại đề cử ông Kavanaugh. Thượng nghị sĩ. Cory Booker, New Jersey vào tối thứ Tư đã công bố một tài liệu bí mật mới liên quan đến ông Kavanaugh từ thời làm việc trong văn phòng luật sư của Tòa Bạch Ốc. Dưới chính quyền George W. Bush, ông Booker đã bị các đồng nghiệp GOP chỉ trích vì phát hành tài liệu đang được Ủy ban Tư pháp giữ bí mật. Từng trước, ông cũng phát hành một số tài liệu khác trước khi Ủy ban công bố. Ông Booker cho biết các tài liệu liên quan về công việc của ông Kavanaugh đặt ra những câu hỏi nghiêm túc và quan trọng hơn về sự trung thực của ông Carnival trong lời khai trước ủy ban. Các tài liệu cho thấy sự tham gia của ông trong việc ông Bush đề cử ông Charles Pickering thể hiện quan điểm của ông về phân biệt chủng tộc. Ông Kavanaugh bác bỏ lập luận nói rằng ông không liên quan nhiều đến đề cử này. Hôm thứ Tư, Judicial Watch, một nhóm bảo thủ, đã gửi thư cho Ủy ban Đạo đức Thượng viện nhằm yêu cầu một cuộc điều tra vì ông Booker vi phạm các quy định của thượng viện, tiết lộ các tài liệu mật và có thể phải đối mặt với việc bị trục xuất khỏi thượng viện. Ông Tom Fitton, chủ tịch Judicial Watch nói rằng ông Booker nên bị trục xuất khỏi thượng viện vì các vi phạm nghiêm trọng trong các nguyên tắc tôn trọng luật pháp và hiến pháp. Theo tính toán ban đầu, tài liệu có khoảng 900.000 trang, trong khi có khoảng 267.000 trang đã được công bố. 174 trăm ngàn trang được giữ bí mật. Hoa Kỳ có thể trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Hoa Kỳ có thể trở thành nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới sớm hơn dự kiến. Cơ quan Kiểm soát Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ hôm thứ Tư cho biết, theo các tính toán sơ bộ, Hoa Kỳ có thể vượt Nga vào tháng 6, vượt Saudi Arabia vào tháng 8. Nếu dự đoán trở thành sự thật, điều này sẽ đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1973 Hoa Kỳ trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về sản lượng dầu. Trước đây, cơ quan kiểm soát thông tin năng lượng và cơ quan năng lượng quốc tế đã dự đoán Hoa Kỳ sẽ vượt qua Nga và Saudi Arabia vào năm 2019. Sản lượng khai thác dầu của Hoa Kỳ tăng vọt trong những năm gần đây nhờ áp dụng kỹ thuật khai thác mới, sử dụng thủy lực, hóa chất, cát, nước và áp suất cao để khoan các khối đá sâu dưới lòng đất, khai thác thêm dầu và khí thiên nhiên. Nhiều người đã phản đối phương pháp mới nói rằng kết quả của phương pháp là gây ô nhiễm mạch nước ngầm và làm tăng tỷ lệ động đất ở khu vực như Oklahoma và Texas. Cơ quan năng lượng Hoa Kỳ ước tính Hoa Kỳ đã khai thác trung bình 10,9 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 8, nhiều hơn Nga chỉ khai thác 10,8 triệu thùng dầu và Saudi Arabia 10,4 triệu thùng dầu. Cơ quan tuyên đoán Hoa Kỳ sẽ dược Saudi Arabia vào tháng 2, và vượt Nga lần đầu tiên kể từ năm 1999. Sản lượng dầu Hoa Kỳ đã tăng vọt kể từ năm 2011, dẫn đầu sản lượng lưu vực sông Permian, Bắc Dakota và Vịnh Mexico. Tốc độ khoan chậm lại sau khi giá dầu giảm mạnh bắt đầu từ năm 2014, nhưng tăng trở lại khi các nhà khai thác học được các cách khai thác dầu hiệu quả hơn. Tổng thống Trump ký lệnh trừng phạt cho việc can thiệp bầu cử Hoa Kỳ lệnh được ký giữa bối cảnh chỉ còn 8 tuần trước cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày 6 tháng 11. Cả hai nhà lập pháp, Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã chỉ trích vì quyết định chậm trễ của ông Trump. Ông Trump đã ký lệnh trừng phạt âm thầm, một quyết định hiếm thấy. Trong những tiêu chuẩn hành động của ông, Tổng thống Trump nói trong một tuyên bố, như tôi đã nói trước đây, Hoa Kỳ không chấp nhận bất kỳ hình thức can thiệp nào từ nước ngoài. Trong các cuộc bầu cử, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton nói với các phóng viên Lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản, hạn chế giao dịch ngoại hối, hạn chế quyền tham gia vào các tổ chức tài chính Hoa Kỳ và cấm công dân Hoa Kỳ đầu tư vào các công ty vi phạm. Ông Putin cho biết các biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng trong hoặc sau một cuộc bầu cử dựa trên các bằng chứng thu thập được. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ kết luận rằng nhiều thực thể được ông Kremlin hậu thuẫn đã tìm cách can thiệp dự bầu cử 2016 giúp ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng. Nhưng hồi tháng 7, ông Trump đã công khai bác bỏ cáo buộc trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller và một số ngành thuộc quốc hội đang điều tra nghi án Nga. Moscow đã phủ nhận sự can thiệp. Ông Mueller cũng đang xem xét các thông tin liên quan có thể chứng minh sự thông đồng giữa ông Trump và các viên chức Nga Ông Trump đã bác bỏ cuộc điều tra và gọi đó là cuộc săn lùng phù thủy. Các nhà lập pháp nói rằng lệnh trừng phạt sẽ trao cho Tổng thống quyền quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt là không đủ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen nói trong một tuyên bố chung, chính quyền hôm nay đã công nhận mối đe dọa nhưng các biện pháp không đủ mạnh để giải quyết vấn đề. Hoa Kỳ mời Trung Cộng tham gia đàm phán thương mại về chính sách quan thuế. Chính quyền tổng thống Trump đã mời các viên chức Trung Cộng khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại. Cố vấn kinh tế hàng đầu của tòa bạch ốc không thứ tư cho biết, trong khi Washington chuẩn bị đánh thêm thuế trị giá 200 tỷ Mỹ kim lên hàng hóa Trung Cộng, ông Larry Kudlow, người đứng đầu hội đồng kinh tế tòa bạch ốc nói với Fox Business Network rằng Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã gửi thư mời các viên chức cao cấp Trung Cộng tham gia đàm phán nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Hai nguồn tin khả kính cho biết Mnuchin đã mời đối tác trung cộng của ông là Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Cố vấn Kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Chính quyền Tổng thống Trump đang dự định đánh thuế bổ sung trị giá 200 tỷ Mỹ Kim lên hàng hóa trung cộng, bao gồm một loạt các sản phẩm công nghệ Internet và hàng tiêu dùng như túi sách, xe đạp và đồ nội thất. Ông Cutlow trước đó đã nói với các phóng viên Tôi nghĩ tốt hơn là nên nói chuyện với Trung Cộng và tôi nghĩ Trung Cộng sẽ sẵn lòng thương lượng. Khi được hỏi liệu chính quyền ông Trump có muốn nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Trung Cộng hay không, ông Kessler nói nếu Trung Cộng tham gia đàm phán một cách nghiêm túc để đạt được kết quả tích cực, tất nhiên chính quyền sẽ chào đón họ. Đó là những gì chúng tôi đã yêu cầu trong nhiều tháng. Tuy nhiên, tôi không thể bảo đảm điều gì cả.